Xin kính chào tất cả mọi người, hôm nay trở lại kênh YouTube Lê Khôi Audio, kênh về âm thanh bài, âm thanh cổ. Khôi chúc tất cả một ngày tốt lành. Trở lại với clip ngày hôm nay thì Khôi giới thiệu đến em một bộ ghép gồm có một con 5 ly đến từ thương hiệu Akai, thương hiệu rất là huyền thoại. Model của nó là AA1040, dòng receiver size lớn, công suất lớn, ngoại hình lớn luôn anh em. Thì và bên cạnh đó thì Khôi ghép với cặp loa đến từ hàng Dantas SX200. Giá của cặp loa là 9.500.000. Thì cặp loa anh em, nó đánh Monero cực kỳ hay anh em. Khôi khẳng định với anh em, những cặp loa Nhật 15 triệu không đánh lại cặp này, cặp này chỉ bằng 1/3 thôi, 9.500.000. Được thiết kế 3 đường tiếng, gồm một bát 3 tấc, một trung giấy và một chép còi, một cốt server tinh chỉnh. Cái lỗ hơi nằm từ phía sau nhé. Rồi, bên cạnh đó thì con 5 ly Akai size 48 anh em, công suất 350W, rất là đẹp luôn. Thì anh em có nhu cầu tìm kiếm một bộ để nghe bolero, nghe nhạc vàng, và đặc biệt là thích những cái gì đó nó mang cái tính độc lạ, nó không có đồng hàng, không có đồng trên thị trường, thì anh em cùng xem với bộ ghép ngày hôm nay. Đây anh em, thì có nói sơ lại cặp loa một chút xíu. Thì cặp loa này là bát giấy anh em nha, lưu ý là bát giấy, rất là mềm luôn. Gần mút zin và một trung giấy chép còi anh em, nên nghe rất là hay luôn, hàng nghe bén tai lắm. Đây, cái thông số của nó rất là dễ ghép anh em ha. Công suất là 120W, độ nhạy 97 dB anh em, nên là cực kỳ ghép 6 ohm anh em đó. Rồi, đây là con Akai anh em, cực kỳ đẹp. Con Akai anh em mang giá trị sưu tầm rất là cao anh em. Radio 108 này, 160 này đó. Đây, các chức năng cơ bản núm nét là zin hết không lai này đó. Đây, chức năng cơ bản là đầy đủ hết anh em nha. Có thêm một cái chức năng nữa là mình off này, nó dùng công suất lớn. Cái hàng này làm hàng nghề xuất cho Mỹ nên rất là kỹ lưỡng anh em. Khi mà mình không muốn nghe, mình tắt, rồi mình tắt nguồn, hoặc là mình có một lý do gì đó thì mình sẽ off cái loa, rất là tuyệt vời ha. Rồi đó, rất là đẹp anh em. Đây là theo những cái con hàng này ship về này, rất là đẹp anh em đó. Mang sưu tầm là phải đẹp như thế này mới được là đẹp anh em. Chụp hình thì nhiều lúc anh em không nhìn rõ, nhưng mà quay thì anh em chắc chắn sẽ nhìn rõ anh em ha. Đó đó, rất là đẹp anh em. Vỏ zin anh em nhé, vỏ zin. Đây, cái đít của nó này còn rất là đẹp, không bị hoen ố anh em nha, bị dơ thì có này đó, không bị hoen ố. Đây, công suất 350W anh em. Thì đây là công suất tiêu thụ. Thì công suất ra loa cho một vé, một kê nó, một loa thì nó khoảng 50W đó, nên nó đánh tốt các dòng loa bát ba tấc luôn nhé. Rồi thì Khôi đã tháo sẵn cái vỏ ra rồi, bây giờ Khôi sẽ kéo ra một tí ha. Bây giờ đây nè, cái vỏ gỗ phía trong còn rất là đẹp ha, nhìn gỗ rất đẹp và chắc chắn anh em. Mấy cái thân đây này bên trong nó vẫn còn anh em, nhưng mà Khôi nói với anh em chia sẻ thật luôn là đây, khi mình ship về á là do nó kê, bên kê này có cái kê cái nó bị dập cái này nha, nên Khôi tự dán lại nó không được đẹp. Thì anh có thể là ngày mai, ngày mốt gì đó, ngày mai đi, Khôi sẽ đem đi thờ xử lý cái chỗ này cho nó đẹp lại nè. Thật ra nó chẳng ảnh hưởng một gì hết á. Đây nè, em nhìn nè, nó chỉ có bị một đường thôi nha, nó chỉ có bị có một đường thôi đó, không vấn đề gì em nhé. Vỏ là còn vuông vức, còn rất là đẹp. Rồi đây nè, mình tháo nó rồi, mình thấy mặt rất là đẹp ha. Đó, trở lại với cái ruột gan của nó này, bao zin cho anh em ha. Và đặc biệt là cái đời này, đời tù đen. Tù đen là tù Nippon Nichicon anh em, còn tù trắng là tù Elna. Nên cái con này nó nếu nghe là rất là hay luôn. Tiếng bát của nó rất là mềm mại, còn với đó là nó sử dụng sò sắc Toshiba chữ đỏ này. Đây anh em ha, đây sò mà 2SD này là được đánh giá rất là cao này. SD này này, nó sử dụng chung với những cái dòng lớn của Bione 950-1050 anh em. Đây nguồn ha, đó tù đây anh em, hai tù nè, tù 50V và 8000mi anh em, 6800mi, nên thông số nó cũng khá lớn ha. Thì cái con này là còn nguyên bụi luôn em. Và cái hàng này họ không có xi, họ không có xi bảy màu, nên em nhìn nó mắt, nhưng mà chất âm rất là hay. Đó, em nghe thử này. Tại sao lại gọi anh bằng chú đó, khi em biết anh thương. Rất là hay em, nghe tuyệt vời luôn.
Nhưng thực tế có đánh giá trong cái tầm tiền này thì đánh giá Bolero là 10 trên 10 luôn, quá đỉnh luôn nha. Rồi ok, cơ bản nó có vậy thôi. Những cái phần dưới này nó có xi thì nó có 7 màu. Máy móc là bao zin, hoạt động tốt anh em nha. Rồi thì ngoài anh em ghép với cặp loa này thì anh em có thể ghép với nhiều cặp loa khác. Clip trước Khôi có ghép với Pioneer 77A rồi, nên hôm nay Khôi không ghép nữa, mà Khôi cố tình ghép một cặp loa khác để anh em có cơ hội để mình nghe, mình trải nghiệm nhé. Rồi về mức giá thì Khôi đã báo giá lúc hàng về, đúng ra là phải tính thêm công cán, nhưng Khôi vẫn giữ giá cũ cho anh em là 13.500. Mức giá cực kỳ hợp lý cho một con âm ly Akai công suất lớn, size lớn mà đánh tốt rất nhiều loa như thế này. Rồi anh em có nhu cầu chơi sưu tầm thì liên hệ với Khôi để mình cùng giao dịch. Thì đã tin tưởng, đã quan tâm đến kênh của Khôi thì chuyển khoản cho nó tiền. Còn nếu như anh em không yên tâm, chưa yên tâm, cọc trước cho Khôi 30% còn lại một tiền thu hộ nhé. Thì một tháng Khôi bán rất là nhiều, một tuần có khi bán mấy chục món. Nên nếu anh em nào mà ngại mà cần xem chứng từ để yên tâm thì Khôi sẵn sàng có chụp lại cho anh em xem nhé. Nhiều anh em có thể 5-70 cũng chuyển khoản luôn á nhá. Rồi ở Sài Gòn mà không tiền ghé thì Khôi sẽ cho người mang tận nhà, gọi là bao ship tận nhà. Cảm ơn anh em lần nữa, nhớ đăng ký kênh để thường xuyên theo dõi được những cái sản phẩm mới Khôi đăng tải ngay. Còn bây giờ là mời anh em nghe thử chiếc tâm. Nếu được là người tình, lạc vào mắt anh tư cho hồn bớt dại khờ. Nếu được là người tình, đùa tóc trong chiều vắng, làm gió thoáng buồn. Thu thắm trên môi, xin gió xa thôi đừng đùa lan giá tuyết trắng làm đôi má thêm. Giao hồn đã ngỡ ngàng. Nếu còn là người tình thì tìm đến bên nhau cho ngày tháng ngọt ngào. Nếu còn là người tình thì thôi thay màu áo, thôi sống mắt xuống. Còn biết mê say, xin đến vì cuộc đời còn tình yêu muốn thương, gọi nhau mãi cười.
làm đêm đập ông đã nghe từng mùa lá măng đã nghe tim dạt dào hồn đã ngỡ nếu còn là người tình thì tìm đến bên nhau cho ngày tháng ngọt ngào nếu còn là người tình thì thôi thay màu áo thôi sống mắt xôn xao vì thời gian không đợi còn lời yêu giữ lại để con biết nên